Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và video ngày hôm nay sẽ tiếp tục lại là một trận Guild Wars. Kỳ này sẽ đánh với lại Luna Wolf. Ok, và tên Guild là Luna Wolf, chắc sẽ bắt Luna vô. Và team đầu bên địch có Violet, Bacchanal Glory và McCloy. Mình sẽ đáp trả bằng Karoth, cùng với đó hai support là McCloy và Jeebus. Team dưới này thì Luna thọc hết phim vô. Đầu tiên là Glory đi trước, rồi mình chưa làm gì cả, chưa làm gì cả. Make Chloe buff lên. Ok, chắc là sẽ stun luôn. Stun được Violet, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Glory đánh Burgess và Karoth sẽ tới lượt và strip búp, strip strip Violet đây. Ây da. Đập Chloe, đập McCloy. McCloy này chắc là resistant. Úi giời ơi. No. Tạm biệt Violet. Rồi. Ok, Etika Scepter ăn lửa nè, lửa đúng là make Chloe thuộc cái dạng resist, không ăn được cục lửa nào. Thôi vậy mình đập Glory trước đi cho nó bớt phiền. Anh ơi, đánh Burgess lên gì á? Ôi, tới cái giai đoạn này chắc nó hơi bị lâu. Karoth mình không có nhiều effectiveness. Oh my god. A few moments later. Ok, đập chiêu cuối. Đây, Soulburn. Oh, vậy tội nghiệp Violet. Oh, rồi từ từ bình tĩnh, bình tĩnh cho nó nhảy hết hồi sinh đã. 7 hours later. Má ơi, sao sắp chết vậy? Đừng có chết. Tạm biệt. Make a Louis. Tìm sau nhanh các bạn. Luna Wolf. Bước số 1, đánh Rem. Bước số 2, Emilia. Bước số 3, Mort. Ridiculous. Ôi giời ơi, miss. Ui miss mà cũng chưa. Mà không có đồ hả? Team số 2 các bạn, Seaside, Bologna, Jeebus và Tomoka. Team y chang, chỉ đổi vị trí từ dưới lên trên thôi. Team ở dưới cũng vậy, Siri, Landy và Remnant Violet. Thì mình đổi team từ trên xuống dưới, Karoth, Jeebus và McCloy vô. Và có điều gì xảy ra? Hôm nay lười suy nghĩ. Não không hoạt động tốt. Úi giời ơi, không immunity này.
inviting me because I know your secret. You'll regret this. Bambi. You're not that good, are you? Do you believe in me? Tôi một kẻ lên gì hết chứ. Xong rồi tới SSB. Và nạn nhân cuối cùng chính là Bơ Chì. Nhanh gọn lẹ. Tim ở đằng sau thì có vẻ hơi lâu một chút và có nhiều khả năng sẽ không ổn. Hú 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 hú. Series làm chuyện của series. Và McLoe sẽ làm chuyện của McLoe. Cà rốt. Cà rốt ơi. Trúng Riolet giùm. Cảm ơn nhiều. Miss. Ui dồi, nhắm ai vậy? No. Ta có nhắm G-Boss mà lại nhắm McLoe làm cái gì? Stun please. Alright. Tên gì á? Tạm biệt. Stun McLoe ơi. Stun. Không ổn. Rồi tạm biệt mấy. Ý dạ. Căng thẳng quá ta. Nói nghe nè cà rốt. Nói nghe. Đánh chúng giùm cái. Cà rốt ơi. Ok. Alright. Đã là xong trận thứ 2. Trận thứ 3 đi đánh nhà chính đi cho nó vui. Ok, team đầu tiên là series Avil và Ravi. Hy vọng series đó là một phiên bản chậm, không thể outspeed được Flan. Và Luna sẽ xử lý chị của Luna. Team ở dưới thì có Violet, Landy và McLoe thì cũng y chang. Mà bình thế McLoe bằng một đứa khác cũng có khả năng hồi sinh, chính là Ravi. Team dưới có vẻ hơi ghê nhưng mà thôi, cứ vô thử coi có chuyện gì xảy ra. Không nhanh hơn. Fine. I'm fine with it. I'm fine with it. Phá giáp nè. Úp attack nè. Tiễn khách. Tiễn tiếp tập 2. Alright. Tới Emilia thì chắc Emilia hồi máu đi. Bớt thêm một cái khiên nữa để có thể chống đỡ được Ravi và Ceres. Ok, fight Ravi. Ceres sẽ stun Flan cũng được, không sao. Đập Ceres cả. Soulburn lên bắn Ceres. Xong game. Ravi có đánh tới Tết cũng không thể đánh được. Đây. Bye Ravi. Trận thứ hai, McLoe sẽ đi trước. À không, mình đi trước hả? Sao tụi nó chậm quá vậy? Nếu mà mình đi trước thì mình đi trước thì sao ta? Ồ đúng ra phải mang Soulburn vô. Mình đi trước mình cứ gõ McLoe cái đi.
Úi giời ơi sợ. Lên đi. Bao lẽ ta ghét ai nhỉ? Đánh G-Bush, đánh G-Bush. G-Bush, tuyệt vời. Bởi vật tắt lên. Ok, good, good, good. Trip. Trip hồi sinh đi, cà rốt ơi. Ồ. Oh. Violet không hề né luôn. Quá tuyệt vời. Yeah. Gõ mấy Chloe từ từ. Có tham quá không ta? Đúng ra phải gõ con Landy chứ. Thôi rút kinh nghiệm gõ Landy. Gõ Landy. Tạm biệt. Bớt bớt. Tiếp tục gõ mấy Chloe từ từ. Với chị già. Ok, cà rốt sẽ đốt. Đốt tiếp. Đốt tiếp Violet. Đánh thường tiếp đi. À má ơi. Stun. Rồi chưa chết. Gà rốt. Trời ơi con mấy Chloe này nó điên. Đừng có thua game này. Thua một cách nhảm địch. Tiện khách. Đốt 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 đốt. Đốt. 45%, 45%. Wow. Ravi ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. 45%, 45%. Yes. Tuyệt vời, không chết ai. Ok, giveaway kỳ này có vẻ không khó lắm. Và đây là start một vài hero mình dùng. Đây là Carrot, Luna, Emilia, G-Bush, Aravi, Blonde và Oxlot. Đây mấy Chloe các bạn, start còn rất là dễ. Rồi và đó chính là video giveaway trong tuần này. Thì hy vọng các bạn sẽ có những giây phút giải trí thoải mái. Và mình xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.